4 tuổi này tuyệt đối cấm sông nhà đầu năm 2024, kẻo tán gia bại sản, rước tai họa vào trong nhà. Quý tín chủ thân mến, sông đất sông nhà đầu năm không chỉ là một cái tục lệ lâu đời, mà nó còn là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, cũng như là các quốc gia phương Đông. Cái tục lệ sông đất đầu năm xuất phát từ cái mong muốn có một cái năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự hanh thông. Người được chọn để sông đất hay là đạp đất phải là những người có tính tình hào phóng, có cuộc sống hạnh phúc, công việc thì ổn định. Bởi người xưa quan niệm rằng người sông đất chính là người mở cánh cửa mang tới cái may mắn tài lộc suốt một năm đó cho cả gia đình. Người mà gia chủ muốn tránh sông đất là những người khó khăn, kiệt sĩ, nghèo nàn, không có công ăn việc làm ổn định. Vì đầu năm mới mà những người như thế đến sông nhà thì nói chung ấy là rất là xấu. Vì đầu năm mới mà những người như thế mà đến sông nhà theo cái phong tục tục quán là mang lại cái điều xui xẻo, xui rủi và cái vận hạn đến cho gia chủ. Thế nên gia chủ rất sợ những tuổi này đến sông nhà vào đầu năm 2024. Thưa quý vị, vào cái năm mới thì dựa vào cái quy luật tương sinh tương khắc của âm dương ngũ hành thì quý tín chủ có thể lựa chọn cho mình những tuổi sông nhà, sông đất để trong năm 2024 ấy, được may mắn và hanh thông. Trong năm 2024 thì thầy Phong Thủy cũng chỉ rõ những con giáp sau đây sẽ khiến cho gia chủ sợ tím tái mặt mày khi mà không may 4 tuổi này đến sông nhà mình. Gia chủ muốn tránh thật xa vì cái độ xui xẻo của họ. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe và cùng Tử Thông tìm hiểu đó là những con giáp nào ngay trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong dân gian vẫn quan niệm đấy, cái thời điểm sông nhà phù hợp nhất là từ thời khắc giao thừa tới, nói chung là đến trong cái ngày mùng 1 Tết. Người tới sông nhà thì sẽ chúc Tết trong khoảng 10 đến 15 phút, mang cái năng lượng mới tích cực cho gia chủ, chúc gia đình gặp một năm nhiều may mắn trong cuộc sống. Sau đó gia chủ cũng gửi lời chúc và lì xì cho cái người sông đất, đồng thời mời họ ăn bánh, ăn kẹo, uống trà. Đấy, thậm chí là gì, đôi khi làm một vài ly rượu cho nó gì, cho nó tỉnh, đúng không ạ, cho nó khai xuân. Cái thời gian sông đất sông nhà thường diễn ra nhanh chóng nên là các gia đình cũng không bày cỗ mặn và nói chung ấy, đôi khi cũng tránh cả rượu nữa đó. Chủ nhà có thể tự sông đất cho mình được không? Thưa quý vị, trong trường hợp không chọn được những người sông đất phù hợp hay là những người hợp đất hợp tuổi theo các những tiêu chí đề ra ấy, thì những người chủ nhà cũng có thể là hoàn toàn tự sông nhà mình được đấy. Nhưng mà Tử Thông cũng khuyên quý vị là trong cái video trước Tử Thông cũng nói về 8 cái tuổi đại kỵ sông nhà, đúng không ạ? Vì có 5 con giáp thì vướng cục diện tự hình, đó là bao gồm tuổi này, tuổi Dậu này, tuổi Hợi, đúng không ạ? Tuổi Ngọ, tuổi Thìn và tuổi Mão. Đó là 4 cái tuổi tự hình và 4 con giáp bị phạm thái tuế như là tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Đó cũng là 4 con giáp mà bị phạm vào thái tuế. Vậy nên tổng cộng chúng ta có 8 con giáp không thể tự sông nhà được. Đó. Vì vậy mà quý vị muốn tự sông nhà thì quý vị chỉ có thể là những cái tuổi sau đây thì có thể tự sông này. Thứ nhất là quý vị là những người tuổi Dần. Tuổi Dần để tự sông nhà được. Thứ hai là tuổi Tỵ. Thứ ba là tuổi Thân và thứ bốn là tuổi Tý. Đó. Tỵ Thân Dần Tý là 4 tuổi tự sông nhà mình được nhá. Nếu mà quý vị thuộc trong những tuổi đấy thì tự sông nhà cho mình thì là tốt. Còn những tuổi khác thì Tử Thông khuyên là không nên. Thưa quý vị, nếu mà quý vị mà tự sông nhà thì quý vị nên đi đến đỉnh đền miếu phủ trước đó. Sau khi đồng hồ vừa điểm cái lúc 0 giờ ấy, thì quý vị có thể bước vào nhà của mình. Như vậy đã là hoàn thành cái tục lệ là tự sông đất. Cũng có thể là gì? Mở cánh cửa ra và nói to đấy, tự nói những lời chúc tốt đẹp nhất đầu xuân đến chính bản thân mình cũng là tốt nhất, cũng như là mọi người trong gia đình. Đó. Bên cạnh đó thì chắc hẳn nhiều người cũng thường thắc mắc là gì? Trẻ em sông đất có tốt không? Thưa quý vị, trẻ em sông đất quá tốt, đúng không? Trẻ em thì nói chung là trong cái tâm trí của họ nó không có cái tà niệm, không có cái ác niệm gì. Nó chỉ có vui vẻ đến chơi xuân và được nhận lì xì, nó cảm thấy vui vẻ. Trong mắt, vì vậy mà trong mắt của trẻ em nó rất là sáng, đó, nhìn vào nó rất là thích, rất là đáng yêu. Khi chọn tuổi sông đất đầu năm ấy, thì chúng ta nên chọn những người hợp tuổi với gia chủ. Vì vậy, bất kể là trẻ em hay là người lớn thì miễn rằng họ là những người mà hợp tuổi với gia chủ thì đều có thể là sông nhà được. Hơn nữa, trẻ em sông nhà sẽ mang đến cái niềm vui và rước cái tài lộc, giúp cho cái vận khí của gia chủ được may mắn hơn. Đấy. Người đi sông đất thì cũng cần phải mang theo những gì? Thì thông thường ấy, người tới sông nhà sẽ mang theo những bao lì xì đỏ để mừng tuổi cho gia chủ và những cái thành viên trong gia đình.
Giá trị của phong bao lì xì không cần quá lớn, thường sẽ là những đồng tiền có màu đỏ để thể hiện cái sự may mắn, như đồng tiền 10.000 đúng không ạ? Đồng tiền 10.000, đồng 100.000 vân vân đó. Thì ngoài ra, nếu mà được gia chủ nhờ hay là dặn trước thì người xuống đất cũng có thể là chuẩn bị thêm những cái món quà, ví dụ như là bức tranh, bức thư hoặc bức ảnh, thư pháp, những cái món quà mang cái ý nghĩa của ngày Tết thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, và những cái vật phẩm phù hợp với gia chủ để tặng cho họ. Đấy, những cái điều người đi xuống đất cần phải làm khi mà tới xuống đất thì bên cạnh cái việc tặng quà hay là mừng tuổi cho gia chủ ấy, thì những người xuống đất cũng nên gì dành tặng cho chủ nhà những cái lời chúc Tết hay và ý nghĩa. Bên cạnh đó, cái thời gian xuống đất cũng không nên kéo dài quá lâu, chỉ nên ở lại trong nhà gia chủ chỉ tầm 10 đến 15 phút. Vì đây là cái biểu hiện cho sự thuận lợi trôi chảy của mọi việc trong cái năm mới. Theo quan niệm của dân gian ấy, thì có nhiều người xuống đất, đặc biệt là có thêm trẻ em là cái điều rất may mắn, hoan hỷ. Chính vì thế, người xuống đất có thể là đi một mình hoặc là đi cùng vợ cùng con thì cũng là tốt. Tuy nhiên, người được xuống đất cũng phải bước vào nhà trước tiên. Tiêu chí lựa chọn người xuống đất thì các cụ ngày xưa vẫn lựa chọn đấy, người xuống đất thì cũng nên chú ý một số cái tiêu chí. Người xuống đất là người có tuổi mệnh hợp với gia chủ. Dưới đây là những cái tiêu chí quan trọng mà quý vị cần phải chú ý. Thứ nhất, người đến xuống đất đấy phải là nam. Đấy. Người trụ cột trong một gia đình khỏe mạnh đấy. Tính tình thì gì? Hòa nhã, thoải mái. Tuy nhiên thì ngày nay người ta cũng không nhất thiết chọn những người nam mà có thể là chọn gì? Người lạ đến xuống đất. Nếu mà nữ giới là người xuống đất ấy, thì có sự nghiệp công danh thành đạt hoặc là gì? Càng thành công thì càng tốt. Những người được mời đến xuống đất là những người mà trong năm ấy gặp nhiều cái chuyện may mắn cát tường và không gặp những cái vận đen như là tang tóc đấy hoặc là ốm đau đấy. Ngoài ra thì người xông đất có con cái đủ đầy, có đủ trai đủ gái thì càng tốt, gia đình hạnh phúc. Về cái tuổi xông đất năm 2024 ấy, hợp với tuổi của gia chủ. Đấy, nhiều người quan niệm người xông đất xông nhà cần phải hợp mệnh với gia chủ hoặc hợp tuổi với gia chủ. Người xông đất phải thuộc cái bộ tam hợp hoặc là nhị hợp hoặc là cái bộ ngũ hợp với gia chủ. Đấy, hợp can hợp chi thì lại càng tốt. Gia chủ có thể là tham khảo cách chọn tuổi xông đất cho 12 con giáp để chọn được một người xuống đất phù hợp, đấy, có ngũ hành hợp với thiên can hợp địa chi, tương xứng với tuổi của gia chủ. Bên cạnh đó, cái ngũ hành thiên can và địa chi của năm ấy, nó cũng cần phải tương sinh với lại người xuống đất cho gia chủ. Mỗi một con giáp có một cái đặc điểm, một cái tính cách riêng. Nếu như mà chưa biết được chọn tuổi nào xuống đất năm 2024 ấy, thì theo cái vận trình của 12 con giáp như thế nào thì các bạn có thể tham khảo cái thông tin sau đây. Đấy. Chủ nhà tuổi Tý thì có thể chọn những người xuống đất hợp, đó là gì? Chúng ta có Tý, Sửu là nhị hợp. Đấy. Hoặc là gì? Tuổi Thìn và tuổi Thân là được tam hợp thì cũng càng tốt. Chủ nhà tuổi Sửu thì có thể chọn những người tuổi Tý và những người tuổi Dậu, đấy, tuổi Tỵ thì cũng là rất là tốt. Đấy. Chủ nhà tuổi Dần thì cũng có thể chọn người tuổi Ngọ hoặc là tuổi Tuất thì không nên nhé. Tuổi Tuất năm nay xung nhà thì bị xung, vì vậy quý vị không nên chọn. Quý vị có thể chọn những người tuổi Ngọ, những người tuổi Dậu đến xung nhà, hoặc là những người tuổi Tý cũng được, cũng rất là tốt. Tiếp theo, chủ nhà tuổi Thìn thì quý vị nên chọn những người xung đất, đấy, tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Thân. Đó. Chủ nhà tuổi Tỵ thì quý vị có thể chọn tuổi Thân, tuổi Dậu thì rất là tốt, đúng không ạ? Thì ngoài ra quý vị cũng có thể chọn được tuổi Ngọ nữa, tùy theo các tuổi. Như Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái video trước. Tiếp theo, chúng ta chọn đến những người xuống đất mà tuổi Ngọ ấy. Tuổi Ngọ thì chúng ta có thể chọn tuổi Dần hoặc là tuổi Mùi đều được. Tiếp đến là gì? Gia chủ tuổi Mùi thì có thể chọn tuổi Hợi và tuổi Thân. Đấy, cũng có thể chọn tuổi Dậu được, cũng rất là tốt. Tiếp đến là gia chủ tuổi Thân ấy thì chọn tuổi gì? Tuổi Thí và tuổi Tỵ. Tiếp theo, những người tuổi Dậu thì sẽ chọn những người tuổi Tỵ, những người tuổi Thân và những người tuổi Mùi. Nói chung là những người tuổi Dậu chọn là khá nhiều, đúng không ạ? Như là chọn tuổi Tỵ này, tuổi Ngọ này, tuổi Thân này và tuổi Tý. Nhưng mà tốt nhất là chọn tuổi gì? Dậu thì được chọn tuổi Tỵ thì là tốt nhất. Tiếp theo, gia chủ tuổi Tuất thì có thể chọn tuổi Dần và tuổi Ngọ để trong nhà, hoặc là gì? Chọn những người tuổi Mão. Nhưng năm nay người tuổi Mão bị gì? Bị lục hại thái tuế nên là chúng ta cũng không nên chọn. Tiếp đến là chủ nhà tuổi Hợi thì sẽ chọn người xuống đất tuổi gì? Hợi, Dần là nhị hợp, chọn người tuổi Dần, chọn người tuổi Mùi
để được gì, cát lợi và may mắn. Bên cạnh đó cũng tùy theo cái độ tuổi mà chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái tuổi khác nữa. Ví dụ như những người tuổi Hợi, đúng không ạ, chúng ta có đinh Hợi, đinh kỷ lên lộc thị ngọ, thì quý vị cũng có thể chọn được những người tuổi ngọ, hoặc bính đinh chưa cái vị, quý vị có thể chọn những người tuổi dậu nữa, đấy cũng rất là tốt. Ví dụ như là quý Hợi, quý lên lộc thị tý, thì quý vị có thể chọn những người tuổi tý, hoặc là nhâm quý xà thổ tàng, thì quý vị có thể chọn thêm những người tuổi mão, nhưng mà tuổi mão bị phạm chúng ta không chọn nhé. Thì đây là những cái con giáp may mắn tốt lành và được cho là xông đất hợp với tuổi năm 2024 là Giáp Thìn. Những con giáp này là những con giáp mà để chọn tuổi xông nhà. Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi xông nhà tốt nhất trong năm 2024. Quý vị cần chú ý kỹ nhé. Thưa quý vị, trong năm 2024 thì có 5 con giáp bị phạm thái tuế, đúng không ạ? Đó là tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Mão. Đó. Trong đó tuổi Thìn là trực thái tuế, tuổi Mùi là hình thái tuế, tuổi Tuất là xung thái tuế và tuổi Sửu là phá thái tuế, tuổi Mão là lục hại thái tuế. Vì vậy trong năm 2024 thì để được may mắn bình an thì quý vị nên mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, giúp cho quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Bên cạnh đó, trong 12 con giáp thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Đấy, vòng tam hợp quý nhân tùy theo tuổi của mình. Những người tuổi Thân Tí Thìn thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp Thân Tí Thìn. Những người tuổi Dần Ngọ Tuất thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Những người tuổi Tỵ, tuổi Dậu và tuổi Sửu thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Còn những người tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho công việc nó được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất xông nhà trong năm 2024, giúp gia chủ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Thì đầu tiên chúng ta biết là trong năm 2024 có 3 con giáp xông nhà rất là tốt, đúng không ạ? Những người tuổi Thân thì được gì tam hợp thái tuế, tuổi Dậu thì được lục hợp thái tuế, và tuổi Tý thì được gì cũng được tam hợp với thái tuế. Đó. Và những tuổi tốt nhất xông nhà trong năm 2024 bao gồm tuổi sau. Đấy, 1 là tuổi Thân, 2 là tuổi Dậu và 3 là tuổi Tý. Thì ngoài ra có những người tuổi Hợi cũng xông nhà được, đúng không ạ? Tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Thì đây là những con giáp cũng xông nhà được, nhưng mà tùy theo các tuổi mà chúng ta nên chọn ra xem là tuổi nào tốt nhất xông nhà trong năm. Và sau đây là danh sách những con giáp xông nhà tốt nhất trong năm 2024. Đó, năm Giáp Thìn. Tuổi đầu tiên là tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Đó. Và tuổi Nhâm Tý 1972, Canh Tý 1960, Kỷ Hợi 1959, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980, Tân Dậu 1981, đấy, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Hợi 1947 và Bính Thân 1956. Đó. Các tuổi được đánh giá là tốt, được coi là phù hợp, mang lại cái may mắn, hanh thông khi mà xông đất xông nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Thì ngoài ra một số tuổi được xông nhà cũng được gọi là khá tốt. Mặc dù không được đến cái điểm tuyệt đối, nhưng mà cái mức độ may mắn của những người tuổi này thì nói chung ấy, xông đất cũng là khá là hanh thông thuận lợi. Thưa quý vị, sau đây là những con giáp không nên xông đất xông nhà trong cái năm 2024 ấy. Thì để lựa chọn ra tuổi xông đất xông nhà thì chúng ta sẽ lựa chọn theo cái khẩu quyết, đúng không ạ? Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuế nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn cản khôn, phúc mãn môn. Đó. Vậy nên đây đầu tiên, tiêu chí đầu tiên chúng ta chọn là gì? Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh. Vậy nên là những người bị xung với thái tuế là chúng ta không chọn. Thái tuế năm 2024 là năm Giáp Thìn. Giáp Thìn, đúng không ạ? Giáp Thìn. Giáp Thìn. Đó. Thì trong năm Giáp Thìn chúng ta có 5 con giáp bị xung thái tuế, bị phạm thái tuế. Tuổi Tuất là bị xung này. Đúng không ạ? Tuổi Sửu là bị phá này. Tuổi Mão là bị hại này. Tuổi Thìn là trực này. Đó, và tuổi Mùi là hình. Đó. Đó là 5 con giáp bị xung thái tuế. Thì tất cả những người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Mão thì không nên xông nhà trong năm 2024 cho bất kỳ ai. Đó. Bất kể họ là ai thì quý vị cũng tốt nhất là không nên xông nhà để tránh phạm phải những cái hoạn. Các tuổi này được đánh giá là xấu, được cho là không phù hợp,
và có thể mang lại những cái xui xẻo khi mà xông đất trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Khi mà chọn tuổi xông đất xông nhà trong năm 2024, quý vị cũng cần phải lựa chọn để ý đến cái thiên can và địa chi. Địa chi mà xung hình phá hại là chúng ta sẽ không chọn nhé. Là một trong những cái yếu tố giúp cho các bạn chọn được cái tuổi xông nhà trong năm 2024 phù hợp nhất. Bên cạnh đó, ngũ hành thì chúng ta cũng có 5 ngũ hành, 5 yếu tố cơ bản bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một yếu tố lại có một cái cung mệnh khác nhau. Cụ thể như sau này. Khi mà chọn tuổi xông đất xông nhà, chúng ta nên chọn những người tương hợp. Đấy. Ví dụ như những người mệnh kim. Những người mệnh kim thì nói chung ấy, kim thủy tương sinh, thì chúng ta có thể chọn những người mệnh thổ. Mệnh thổ là một này. Thứ hai là mệnh gì? Mệnh kim và mệnh thủy đến xông nhà để được may mắn. Đấy. Hoặc là gì? Nếu chủ nhà mệnh mộc thì nên chọn người xông đất mệnh thủy hoặc là mệnh mộc hoặc mệnh hỏa để gì? Để được tương sinh luân hoàn. Nếu mà chủ nhà mệnh thủy thì cũng nên chọn người mệnh kim hay là mệnh thủy hoặc là mệnh mộc đó. Gia chủ mệnh hỏa thì nên chọn những người xông đất mệnh hỏa hoặc là mệnh mộc. Cũng có thể chọn những mệnh thổ để xông đất cũng được cát lợi và may mắn. Thêm nữa, nếu mà chủ nhà mệnh thổ thì cũng nên chọn người xông đất mệnh thổ, mệnh hỏa hoặc mệnh kim. Như vậy cái việc chọn tuổi xông đất xông nhà năm 2024 ấy, phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố như là cung mệnh của 12 con giáp. Dù chọn được người xông đất đầu năm mới chỉ là mang một cái tính chất khách quan, nhưng mà quý vị vẫn nên kiêng kỵ. Các cụ có nói là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Để đón một cái năm mới thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý. Sau đây là những cái điều kiêng kỵ khi mà xông đất đầu năm. Thưa quý vị, cái tục lệ xông đất là cái tục lệ cầu may mắn của người tới nhà đầu tiên vào cái năm mới, sẽ mang tới cái vượng khí cho gia chủ. Vì vậy, gia chủ cần phải lưu ý một số những cái kiêng kỵ sau đây. Thưa quý vị, thứ nhất là phụ nữ thì cũng không nên đến xông đất xông nhà sớm nếu không được gia chủ mở lời mời. Nếu đi chúc Tết thì cả gia đình thì người nam nhân nên bước vào nhà trước, người nữ và trẻ em nên bước vào sau. Nếu như nhà bạn vừa có tang hoặc là vừa trải qua một cơn hoạn nạn ốm đau hoặc là sức khỏe không tốt ấy, thì cũng không nên tới nhà người khác xông nhà. Nói chung là xông đất có thể chọn cái thời điểm thích hợp để đến chơi. Không nên đến nhà người khác vào lúc giao thừa hoặc là sáng sớm. Người xung khắc với gia chủ thì cũng không nên đến xông đất, tránh cho gia chủ gặp những cái điều không may mắn và cũng là tránh cho mình cái vận đen đuổi. Phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ đến kỳ kinh ấy, hoặc là quá chồng thì cũng không nên xông đất. Những người xông đất thì cũng không được mặc đồ đen đến xông nhà cho người khác. Quý vị nên lựa chọn những cái bộ đồ màu đỏ, màu hồng, màu vàng hoặc là những cái màu tươi sáng để mang đến may mắn cho bản thân và cho cả gia đình gia chủ nữa. Khi đến xông đất thì quý vị cũng chỉ nên nói những cái câu chuyện vui vẻ, tránh kể lể chuyện cũ, chuyện buồn. Thưa quý vị, tiếp theo là những cái nguyên tắc chọn người xông đất đầu năm 2024. Nếu cưới hỏi xây nhà là cái chuyện đại sự của cả đời người thì những người đến xông đất năm 2024 là cái chuyện quan trọng của năm đó. Để chọn được cái người phù hợp thì các bạn cũng cần phải lưu ý một số cái vấn đề dưới đây. Thưa quý vị, thứ nhất là cung mệnh của người đến xông đất xông nhà đầu năm mới ấy, phải hợp mệnh, hợp tuổi với gia chủ thì sẽ góp phần đem lại nhiều cái may mắn, nhiều cái tài lộc cho gia đình trong cả một năm đó. Dù biết được điều này, gia chủ cũng cần phải lựa chọn trên nhiều cái phương diện ngũ hành, thiên can, địa chi. Bởi mỗi một người có một cái vận mệnh khác nhau, tính cách khác nhau. Nên là những người xông đất ấy, bên cạnh các yếu tố hợp tuổi, hợp mệnh thì những người xông đất cũng cần phải có tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát và vui vẻ. Đặc biệt, những người này phải là người sạch sẽ, tức là gì? Đang không chịu tang ông bà bố mẹ, anh chị em. Không phải là những người mà tang khó hay là phụ nữ có bầu hoặc là đang sinh đẻ. Chưa hết, những người phụ nữ mà chưa hết cữ thì cũng được liệt vào cái danh sách là kiêng khem khi mà đến xông nhà đầu năm mới. Đó. Thưa quý vị, gia chủ cũng không nên mời những người có hoàn cảnh này đến xông đất để tránh gặp phải những điều xui xẻo, khó khăn, thử thách trong cái năm mới. Quý vị thân mến, cái việc xông đất đầu năm là cái tục lệ lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Với cái quan niệm rằng trong ngày mùng 1 Tết, nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ may mắn thì cả năm đó cũng sẽ được bình an, tốt lành. Làm việc gì cũng sẽ được thuận lợi. Chính vì vậy, cái việc lựa chọn tuổi, chọn người xông nhà, xông đất đã trở thành phổ biến hơn. Theo truyền thống ấy, thì người được chọn phải đáp ứng các tiêu chí có đạo đức, đàng hoàng, vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc đó, và thành đạt. Đang ăn nên làm ra thì lại càng tốt.
và một yếu tố quan trọng đó là gì? Hợp với tuổi của gia chủ. Tuy nhiên, đó chỉ là cái phong tục mà cha ông để lại. Còn cái yếu tố quan trọng nhất mang đến cái may mắn đó là gia chủ có tu tâm tích đức, có chí hướng làm ăn hay không thì mới được phúc báo giàu sang. Đó là cái cách chọn tuổi xông nhà để giúp cho quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Vâng thưa quý vị, ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ tiếp tục quý vị và các bạn là gì? Khi mà xông đất thì chúng ta xông đất sau cái thời điểm giao thừa. Vậy thì cái thời điểm giao thừa nó là gì và nó có mang cái ý nghĩa gì trong cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, cái lễ cúng giao thừa nó còn mang tới ý nghĩa giúp cho loại bỏ những cái mọi khía cạnh tiêu cực của năm cũ, cầu nguyện, hy vọng về những điều tích cực diễn ra trong cái năm mới. Không chỉ vậy, cái lễ cúng giao thừa cũng có mục đích là mời gọi ông bà tổ tiên về thăm, tạo ra cái không khí vui tươi và hạnh phúc cho gia đình. Đây là cái thời điểm mà con cháu có cơ hội sum họp, tận hưởng những cái khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, bên cái mâm cỗ cúng giao thừa, bên cái mâm cỗ ở ngoài sân để cúng thái tuế ở ngoài trời, được tổ chức với cái mục đích là để tiễn các vị thần và mời các ngài quan hành khiển mới, những người mà đảm đương cái trách nhiệm bảo vệ cái cộng đồng và quản lý hạ giới trong cái năm vừa qua, đồng thời chào đón cái vị thần mới. Danh sách lễ phẩm trên cái bàn cúng giao thừa thì mang tính chất linh động để biến đổi tùy theo vào cái tình hình kinh tế và đặc sản của vùng miền. Tuy nhiên, vẫn cần những cái sản phẩm không thể thiếu như là chầu cau, hoa quả, chén nước, chén rượu. Bên cạnh đó, cũng có mâm ngũ quả để cúng giao thừa ngoài trời hoặc là trong nhà. Đặc trưng với cái lễ chay và cái lễ mặn bao gồm có mâm ngũ quả biểu tượng cho cái ngũ phúc, phúc lộc thọ khang ninh. Đó. Bánh chưng, gà trống, có những nơi còn sử dụng thủ lợn, hoa tươi, chầu cau, nước, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, 5 ngọn nến, nén hương và 3 hoặc là 5 nén quần áo, mũ, nón để cúng thần linh. Mâm cỗ cúng giao thừa trong nhà thì thường là một cái nghi lễ tôn vinh tổ tiên và cái lễ cúng thổ công để người đã trấn giữ hạ giới trong gia đình mình trong suốt một năm vừa qua. Cái bàn cúng giao thừa trong nhà thì cũng giống với cái lễ cúng ở ngoài trời. Khác biệt duy nhất là cái việc gì không sử dụng quần áo và cái mũ nón thần linh. Mâm cúng mặn với những cái món sau đây như là bánh chưng, giò chả, xôi kèm theo nhiều cái loại là xôi gà, xôi thịt hoặc là rượu trắng. Mâm cúng ngọt thì bao gồm những cái đồ như là gì? Bánh kẹo, mứt tết, hoa, đèn, nén hương, bông. Đấy. Để cúng giao thừa ở miền Bắc thì cái mâm cúng giao thừa nói chung là ở miền Bắc khác với miền Nam, thường được xây dựng đầy đủ những cái món ăn truyền thống sắp xếp theo cái hình đều đặn, bao gồm 4 bát, 4 đĩa, vân vân. Trong những trường hợp cỗ lớn hoặc là gia đình thịnh vượng ấy thì con số này có thể là nâng lên thành 6 bát, 8 bát, 10 bát, thậm chí là gì? Một vài mâm đó. Đặc điểm của mâm cúng giao thừa thường gồm những cái món như là gì? Móng giò hầm với măng này, bóng này, đúng không ạ? Hoặc là gì? Bát mọc, bát miến đấy, hoặc là gì? Cái giò lụa, đĩa nem, đĩa giò bò, giò xào, nem trộn cũng như là giò chả, nem thính. Mâm cúng giao thừa ở miền Trung và miền Nam thì nó cũng có khác biệt một chút so với miền Bắc. Nó sẽ xuất hiện có bánh chưng, cả bánh tét, gạo, nếp đấy, cái sự đa dạng và phong phú hơn cái trong cái mâm cỗ cúng. Bên cạnh đó, cái bàn cúng giao thừa còn đa dạng với nhiều cái món như là gì? Dưa, giò lụa, thịt đông, vậy có thể là gì? Gà, thịt gà, rau răm, đĩa chả, đĩa thịt heo, dưa đúng không ạ? Hoặc bát măng khô ninh, bát miến đấy. Thậm chí là có thêm đĩa cá chiên đấy, vân vân đó. Một vài cái gia đình thuộc các tỉnh miền Trung ấy thì người dân còn ưa chuộng nhiều cái món đặc sản như là gì, cuốn diếp, như là gỏi lá sen hoặc là gỏi bao tử, hoặc là bánh răng đấy, bánh răng bừa, hoặc là gì, xà lách, gân bò, chả tôm, vân vân. Tất cả tạo nên một cái bàn lễ cúng giao thừa độc đáo, phong phú và đa dạng, làm nổi bật cái không khí của cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, cái mâm cúng giao thừa ở miền Nam ấy thì cũng có khác bởi cái tính chất khí hậu nắng nóng. Những cái đồ cúng giao thừa không chỉ được lựa chọn kỹ lưỡng đấy, mà còn là cái sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và cái sự sáng tạo, bao gồm có canh măng tươi, canh măng khô, thịt khổ qua nhồi thịt,
thịt heo, đó, thịt vịt, tôm, giò chả, dưa muối, đấy, củ kiệu, bánh tét, bánh chưng, kèm theo gì củ cải ngâm với nước muối. Ngoài ra những cái đồ cúng khác cũng được bày biện vô cùng là phong phú theo cái tính đặc trưng cho cái mâm cúng của người miền Nam. Một đĩa chầu cau, một đĩa bánh trái với 5 loại hoa quả, đó, một đĩa muối, một đĩa gạo và 3 ly trà. Bình hoa, đèn dầu, bánh mứt với cái sự đa dạng phong phú tùy thuộc vào cái sở thích của gia đình. Những cái lưu ý khi chuẩn bị cái mâm cúng giao thừa. Và sau đây là những cái lưu ý khi mà chuẩn bị mâm cúng giao thừa. Quý vị thân mến, thực hiện cái lễ cúng giao thừa ngoài trời là cái bước quan trọng khi mà chuyển sang cái phần cúng trong nhà. Thì đây là một trong nghi thức quan trọng nhất định không thể thiếu của mọi gia đình nếu mà có ý định thực hiện cái phong tục này vào mỗi năm. Để quy trình cúng giao thừa nó được diễn ra thuận lợi thì gia chủ cũng cần phải biết đến một số cái lưu ý. Đây là cái lựa chọn cái giờ cúng giao thừa tốt nhất, đúng là 0 giờ ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch và đúng cái thời khắc chuyển giao. Cái điều này có ý nghĩa là cái mâm cúng giao thừa cần được chuẩn bị hoàn tất trước cái thời gian này. Đặt mâm cúng ngoài trời ở cái hướng tùy theo cái nhà quý vị rộng hay hẹp mà chúng ta có thể cúng ngoài cửa hoặc cúng ngoài sân. Đó. Thưa quý vị, bên cạnh đó chúng ta cũng chuẩn bị các đồ vật cúng kiếng làm sao cho nó đầy đủ để thể hiện cái sự tôn trọng và cái tấm lòng thành kính trước các vị thần linh để hy vọng được bước sang năm mới được may mắn, hạnh phúc và thành công đến với mình. Bên cạnh đó, trang phục của người đứng cúng cũng như là cái trang phục của những người thực hiện cái nghi lễ cúng ấy, cũng cần phải được gọn gàng tươm tất, tạo nên cái sự trang trọng và uy nghiêm. Trong khi cúng giao thừa thì quý vị cũng hạn chế tiếng ồn, hạn chế nói chuyện riêng, tạo nên cái không khí ông bà ta có câu nói là gì, có thờ có thiên có kiêng có lành. Đấy. Đặc biệt là vào cái dịp đầu năm để cả năm gặp nhiều cái may mắn thì trong ngày đầu năm mới thì các bạn cũng cần phải tránh phạm phải những cái điều kiêng kỵ trong ngày Tết. Dưới đây là danh sách những cái tổng hợp những cái điều mà cần tránh trong ngày Tết, những điều cần tránh trong ngày mùng 1 Tết. Đấy. Thứ nhất là không cho nước đầu năm. Thưa quý vị, theo quan niệm của ông bà ta ấy, thì lửa có màu đỏ tượng trưng cho cái màu của sự may mắn, còn nước được ví như là cái tài lộc. Vì lẽ đó mà mọi người rất kiêng kỵ cho người khác xin nước, xin lửa vào cái ngày đầu năm mới. Thứ hai là kiêng quét rác vào cái ngày mùng 1 Tết. Như quý vị đã biết, ngày mùng 1 Tết là ngày đầu tiên của năm mới. Các gia đình đều kiêng không gì đổ rác quét nhà. Bởi theo quan niệm của người Việt ấy, là như vậy sẽ khiến cho mất hết tài lộc sẽ rời ra khỏi nhà. Còn Nam Bộ có tục lệ đặc biệt đó là gì? Khi mà quét dọn xong phải cất hết đấy. Nếu bị mất chổi trong ngày Tết thì năm đó trộm sẽ lẻn vào nhà và vét sạch của cải. Đó. Thứ ba là tránh những chuyện vay mượn hoặc là trả nợ. Quan điểm của người Việt cho rằng nếu mà cái ngày đầu tiên của năm mới mà cho vay tiền, có nghĩa là trong năm thì sẽ gì phải mất rất nhiều tiền của. Công việc làm ăn cũng không được suôn sẻ và bị gì thất bát. Đấy. Cho người khác vay tiền vào cái ngày mùng 1 Tết đồng nghĩa với cái việc đem cái may mắn, đem cái tài lộc của mình đem cho người khác. Thứ tư là không làm rơi vỡ đồ vật vào ngày mùng 1 Tết. Quý vị thân mến, ngày mùng 1 Tết mà rơi bể đồ vật được xem là một trong những cái điều mà không nên làm. Đó. Mà mọi người cũng cần phải tránh. Bởi theo quan niệm của dân gian ấy, các vật như là chén lư hương mà bị vỡ trong ngày Tết thì gia đình sẽ xảy ra nhiều cái chuyện lục đục bất hòa, đấy, dẫn tới đến cái sự để chia ly đổ vỡ trong cái năm đó. Thứ năm, kiêng kỵ ra ngoài vào ngày mùng 5. Đó. Quý vị thân mến, đặc biệt là cái chuyện buôn bán kinh doanh thì người ta vẫn kiêng cái ngày mùng 5, đó là ngày Nguyệt Kỵ, đúng không ạ? Các cụ nói là gì? Mùng 5 14 23 đi chơi còn lỗ, huống chi là đi buôn. Theo quan niệm dân gian cho rằng ngày mùng 5 không nên ra đường buôn bán ấy, chứ còn quý vị đi chơi bình thường vẫn được nhá. Đây là cái ngày Nguyệt Kỵ, tức là cái ngày gì nó không được may mắn đó. Từ đó người ta quan niệm rằng cái ngày này thường mang đến những cái xui xẻo, nhất là những người mà đi làm ăn buôn bán kinh doanh ấy, thì lại càng phải kiêng kỵ cái ngày này đó. Và quan niệm này vẫn được lưu giữ cho đến tận ngày nay. Thứ sáu là không cãi nhau trong ngày Tết. Quý vị thân mến, Tết là cái thời điểm để quây quần bên nhau. Chính vì thế mọi người nên giữ cho cái hòa khí gia đình luôn được ấm áp và vui tươi, tránh xảy ra những chuyện cãi vã vì những cái lời nói ồn ào to tiếng có thể gây ảnh hưởng đến cái bầu không khí của gia đình. Kiêng kỵ thứ bảy là kỵ ngồi hoặc là đứng trước cửa nhà trong ngày mùng 1 Tết.
Thưa quý vị, đứng hoặc ngồi trước cửa nhà trong cái dịp đầu năm mới không chỉ được xem là cái hành vi bất lịch sự mà còn là một trong những cái điều cần tránh trong cái ngày Tết. Bởi vì cửa nhà chính là cái nơi đón nhiều cái vượng khí nhất trong nhà. Nếu ngồi trước cửa nhà sẽ cản trở cái việc ngôi nhà nhận được cái điều may mắn tốt đẹp. Thứ 8 là một số người vẫn kiêng kỵ là giặt quần áo trong ngày mùng 1 hoặc là mùng 2 Tết. Theo quan niệm của người Việt, hai ngày đầu tiên của năm này là cái ngày mà sinh thủy thần. Vì vậy, kiêng giặt quần áo sẽ giúp tránh mạo phạm đến cái bậc thần linh, dẫn đến những cái xui xẻo. Do đó, người ta cũng kiêng kỵ không làm cái điều này. Thứ 9 là kiêng kỵ cắt tóc, cắt móng tay, móng chân trong cái ngày mùng 1 Tết. Quý vị thân mến, nói chung trong cái ngày Tết, theo quan điểm tâm linh của người Việt thì cắt tóc, cắt móng tay, cắt móng chân vào ngày mùng 1 Tết sẽ gặp nhiều cái điều xui xẻo và kém may mắn. Thứ 10 là kỵ mai táng vào ngày mùng 1 Tết. Quý vị thân mến, Tết Nguyên đán được xem là một ngày lễ vui nhất trong năm. Nếu mà gia đình có chuyện tang gia chuyện buồn vào cái ngày 30 Tết thì người ta cũng thường là chọn ngày chôn cất ngay cho kịp, tránh để đến ngày mùng 1 Tết. Còn gia đình nào có người mất đúng vào ngày mùng 1 thì cũng chưa phát tang vội mà phải để gì qua ngày mùng 2, đúng không ạ? Bên cạnh đó, người ta cũng kiêng những gia đình có tang thì cũng không nên đi chúc Tết, tránh mang lại những cái điều xui xẻo cho người khác. 11 là kiêng mặc quần áo màu trắng, màu đen trong ngày Tết. Quý vị thân mến, người dân Việt Nam sẽ kiêng diện những cái đồ màu hoàn toàn đen hoặc là màu hoàn toàn trắng, tức là mặc quần áo một cây đen cây trắng ấy. Trong cái ngày mùng 1 Tết hoặc là mùng 2 Tết. Đấy. Bởi vì hai cái màu này nó tượng trưng cho những điều xui xẻo trong dịp đầu năm. Mọi người thường sẽ mặc những bộ đồ quần áo sặc sỡ để đem lại cái may mắn cho mình. Kiêng kỵ thứ 12 đó là chúng ta cũng nên kiêng ăn món gì. Theo quan niệm của người Việt ấy, tức là vào cái ngày Tết thì cũng không được ăn những cái món như là thịt chó, cá mè, tôm, thịt vịt, trứng lộn. Vì ông bà ta có quan niệm rằng nếu mà những ngày đầu năm mới mà ăn những cái món này sẽ mang lại nhiều cái điều xui xẻo và không may mắn. Nên là gì? Cũng không mua vào cái dịp đầu năm. Những ngày đầu năm mới quý vị không nên mua gì cũng là cái vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm. Bởi những cái món đồ mua vào cái dịp đầu năm mới như là thể hiện cái sự mong muốn tài lộc và rất may mắn vào trong nhà. Chính vì thế nên tránh mua những cái món đồ như là dao, kéo, cối, chày, quần áo. Vì cái đồ này cũng sẽ đem lại những điều không may mắn và rước tai họa vào nhà. Đó. Thứ 14 là không đánh thức người đang ngủ. Quý vị thân mến, người đang nằm ngủ, người Việt Nam có quan niệm rằng cái việc đánh thức người đang ngủ vào cái ngày mùng 1 Tết ấy là cái điều kiêng kỵ. Bởi cái việc đánh thức người khác không chỉ khiến cho cái tâm lý của người nằm ngủ trở nên bực tức, khó chịu, mà còn làm cho cái cuộc sống của những người đó luôn bị thúc giục trong năm. 15 là kiêng kỵ trượt chân hay là vấp ngã vào trong ngày mùng 1 Tết. Quý vị thân mến, ngày mùng 1 Tết thì chúng ta cũng được dặn dò đầu năm là đi đứng phải cẩn thận, không được trượt chân hay là vấp ngã. Nếu những ngày đầu năm mà bị vấp ngã thì báo hiệu năm đó sẽ gặp nhiều cái chuyện không may. Mọi điều thì cũng sẽ không được thuận lợi và sẽ xảy ra nhiều cái chuyện trục trặc, nó cản trở. Đó là những cái điều kiêng kỵ cần quý vị cần phải làm trong ngày Tết. Quý vị thân mến, cái việc xông nhà xông đất thì là một cái phong tục tập quán lâu đời. Đó. Là một cái tục tập lâu đời của người Việt. Cái vị khách đến nhà đầu tiên chúc Tết thì gia đình sẽ gì? Nói chung ấy là sẽ có nhiều cái niềm vui và đó chính là gì? Những người xông nhà đầu năm. Nếu người đó được chọn hợp tuổi hợp mệnh và là người luôn gặp may mắn ấy, thì cuộc sống của gia đình bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong cái năm mới. Vì vậy, những người không hợp vía, không hợp tuổi thì cũng đừng nên đến xông nhà vào trong cái ngày đầu năm mới. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những tuổi cấm xông nhà trong năm 2024 năm Giáp Thìn, cũng như là những điều cần lưu ý, những điều cần kiêng kỵ trong năm mới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.